Chào mừng quý đối tác đến với khóa học sơ cấp cứu trực tuyến của Grab. Sơ cấp cứu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu với người bị nạn, bị thương tích hoặc bị bệnh cấp tính. Sơ cấp cứu vô cùng quan trọng đối với nạn nhân. Nếu sơ cứu kịp thời và đúng cách, nạn nhân sẽ có cơ hội sống sót và bình phục nhiều hơn hoặc giúp để lại di chứng ít nhất, nhẹ nhất có thể. Khóa học sơ cấp cứu trực tuyến của Grab gồm 5 bài, được hướng dẫn bởi chị Trang Jenna Nguyễn, đồng sáng lập dự án Kỹ năng sinh tồn Việt Nam SSVN. Bài 1. Xử lý khi gặp trường hợp tai nạn và di chuyển nạn nhân đến nơi an toàn. Bài 2. Sơ cứu khi nạn nhân bất tỉnh với phương pháp hà hơi thổi ngạt. Bài 3. Sơ cứu khi nạn nhân gãy xương và tổn thương mô mềm, phần mềm. Bài 4. Sơ cứu khi bị chảy máu ngoài, bị chảy xước hoặc bị vật nhọn đâm vào. Bài 5. Một số vấn đề sơ cứu khác, xử lý hóc dị vật, nhận diện đột quỵ, nhận diện nhồi máu cơ tim. Hiện nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, trước khi đối tác tiếp cận để sơ cấp cứu cho nạn nhân, đối tác cần lưu ý những điều sau. Kiểm tra các trang thiết bị bảo vệ cần thiết như găng tay, khẩu trang, cồn sát trùng, kính mắt hoặc mũ bảo hiểm có kính chắn. Khi tiếp cận nạn nhân, đối tác cần kiểm tra kỹ lưỡng nhiệt độ cơ thể của nạn nhân có cao bất thường hay không. Sau khi sơ cứu cho nạn nhân, đối tác cần rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn rửa tay, thay khẩu trang và phối hợp với xe cấp cứu khai báo tình hình sơ bộ của nạn nhân xong mới rời khỏi hiện trường tai nạn. Nếu nạn nhân từ chối gọi xe cấp cứu mà có biểu hiện của dịch như ho, sốt thì đối tác cần khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất hoặc qua đường link tờkhaiyte.vn và tạm thời cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nếu đối tác không có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết như găng tay, khẩu trang, cồn sát trùng hoặc gặp các tình huống tai nạn mà bản thân không tự xử lý được, đối tác vui lòng liên hệ đội hỗ trợ sơ cấp cứu theo hotline 08-225-10627 áp dụng cho khu vực Hà Nội hoặc hotline 9999 khu vực thành phố Hồ Chí Minh và hotline bệnh viện 115 cho các khu vực tỉnh thành khác. Chúc đối tác luôn mạnh khỏe, an toàn trên mọi chuyến đi và tăng trưởng thu nhập cao cùng Grab.